Park Min Young, siêu phẩm thẩm mỹ Hàn và những thành công ai cũng phải ghen tị. Sở hữu nụ cười ngọt ngào, đôi mắt thông minh và gương mặt đáng yêu, Park Min Young là một trong những nhan sắc thẩm mỹ hoàn hảo nhất tại xứ Hàn. Không chỉ thế, cô còn sở hữu một sự nghiệp diễn xuất rực rỡ mà không phải ai cũng có được. Điều này cho thấy Park Min Young thực sự là một diễn viên tài năng, chứ không phải là bình hoa di động. Siêu phẩm thẩm mỹ của showbiz Hàn. Trước khi sở hữu vẻ đẹp rạng ngời như hiện nay, Park Min Young từng là một cô bé bầu bỉnh, mập mạp với những đường nét không có gì nổi bật. Phẫu thuật thẩm mỹ thực sự đã trở thành việc cứu tinh của nữ diễn viên sinh năm 1986 này, khi không chỉ giúp cho Park Min Young có bề ngoài hoàn hảo, mà còn đưa cô tới những cơ hội trong lĩnh vực điện ảnh và người mẫu. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2010, Park Min Young đã thừa nhận: "Tôi từng làm phẫu thuật cắt mí mắt khi còn học cấp 2, mẹ tôi đồng ý cho tôi làm phẫu thuật để được xinh đẹp hơn. Tôi cũng từng làm mũi, bởi vì mũi của tôi không đẹp." Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên người mẫu xinh đẹp thừa nhận cô từng làm đẹp bằng dao kéo. Dù trước đây dư luận từng xì xào về chuyện này sau khi ngắm ảnh Min Young ngày còn bé và thấy có nhiều điểm khác với bây giờ. Từng được ca ngợi bởi vẻ đẹp như nữ thần, hẳn là những tiết lộ của Park Min Young khiến cho những người yêu mến cô bị sốc. Bản thân cô cho biết mình đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn sau khi bị lộ ảnh ngày bé. Khi được hỏi vì sao cô quyết định nói ra sự thật này, Park Min Young tâm sự: "Tôi không nghĩ nói ra sự thật là điều tồi tệ. Quá khứ luôn là một phần quan trọng của mỗi con người. Nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ quan tâm tới diễn viên Park Min Young của hiện tại nhiều hơn." Những vai diễn làm bước đệm đầu tiên. Vai diễn đầu tiên đưa Park Min Young chạm ngõ truyền hình là vai điệp viên từ Triều Tiên đội lốt học sinh trung học đến Hàn Quốc để thực hiện nhiệm vụ trong bộ phim Đình Đám Gia Đình Là Số 1 phần 1 năm 2006. Với vai diễn này, Park Min Young đã phần nào thể hiện được các nét tính cách đa dạng, linh hoạt của một nhân vật với nhiều sự mâu thuẫn nội tâm, dù lúc đó cô vẫn còn khá trẻ. Sau bộ phim Gia Đình Là Số 1, Park Min Young có được vai chính đầu tiên trong bộ phim I Am Sam vào năm 2007. Trong phim, nữ diễn viên vào vai thiên kim tiểu thư của ông trùm xã hội đen Yoo Yeon Byun cùng bạn diễn là Top và Lee Min Ho. Thời điểm này, Lee Min Ho vẫn là diễn viên mờ nhạt trong showbiz Hàn và Top đang là một trong những thần tượng nổi tiếng nhất K-pop. Năm 2009, Park Min Young đảm nhận vai công chúa Rahee trong bộ phim giả sử Công chúa Jamyung. Trong phim Công chúa Rahee, vì tình yêu với hoàng tử nước láng giềng do Chung Kyung Ho đóng mà phá hủy vương quốc của mình, tác phẩm lịch sử chính trị này gây nhiều tranh cãi vì một số hình ảnh hở bạo của nhân vật Rahee. Dự án phim thất bại về mặt rating, song vẫn được xem là bước đệm để Park Min Young thực sự tỏa sáng trong chuyện tình Sung Kyung-wan một năm sau đó. Những chuỗi thành công liên tiếp. Bộ phim tiếp theo đưa Park Min Young trở thành mỹ nữ cổ trang mới của điện ảnh Hàn là Sung Kyung-wan Scandal. Trong tác phẩm ăn khách nhất năm 2010, nữ diễn viên đóng cặp cùng với Park Yoo-chun, Song Joong-ki và Yoo-ah-in. Sung Kyung-wan Scandal trở thành bước đệm để dàn diễn viên này bật lên hàng ngôi sao. Nhờ vai diễn thành công trong phim này, Park Min Young bắt đầu lọt vào mắt xanh của những đạo diễn, nhà sản xuất phim lớn. Đơn cử là ít lâu sau đó, người đẹp tái xuất với vai diễn nữ cận vệ Kim Na-na trong Thợ Săn Thành Phố 2011. Từ bộ phim này, Park Min Young đã chính thức ghi tên mình vào danh sách những nữ diễn viên có tiềm năng nhất ở độ tuổi 20 tại thời điểm đó. Năm 2014, sự ra mắt của Healer chính là một cú hít chứng minh cho làng giải trí Hàn Quốc lúc đó thấy được một bộ phim không có nhiều diễn viên nổi tiếng vẫn có thể thành công như thường. Khác với hai hit cùng năm là Cặp Đôi Trái Ngược và Vì Sao Đưa Anh Tới, cái tên nổi bật nhất của Healer lúc đó chỉ có Park Min Young. Dàn diễn viên còn lại đa phần đều là những người mới hoặc chỉ vừa nổi tiếng. Trong Healer, Park Min Young thủ vai nữ phóng viên tờ báo mạng Cha Yong-shin, mang trong mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và tham vọng lớn. Cha Yong-shin đã luôn cố gắng để thành công hơn trong sự nghiệp. Cuộc đời của cô thật sự bước sang một trang mới khi cô gặp gỡ và phải lòng chàng Healer, người hùng luôn ra tay cứu giúp mọi người. Với Healer, Park Min Young đã thể hiện một vai diễn rất khác so với những tác phẩm trước đó. Sự nhiệt huyết, năng lượng tích cực hay sự dũng cảm của Cha Yong-shin khi tìm ra được danh tính của người mình yêu đều được Park Min Young thể hiện một cách hoàn hảo. Lúc ấy, người xem đã phải cảm thán rằng không phải Park Min Young thì không diễn được vai này. Sau Healer, Đình Đám, Park Min Young tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim thuộc thể loại tình cảm Bi Thương Remember 2015, sánh vai cùng chàng phi công trẻ Yoo Seung-ho. Đây tiếp tục là một vai diễn nâng tầm thực lực cho kiều nữ xứ Hàn, mặc cho rating của Remember không quá nổi trội. Trong Remember, Lee In-ah dù là một nữ luật sư nhưng luôn sống tích cực và nhìn đời bằng con mắt màu hồng,
Cô yêu công việc của mình và luôn muốn giải oan cho tất cả những nạn nhân đã tìm đến mình. Điều này giúp cô gặp gỡ Seo Jin-woo, một người con đang đi tìm lại chứng cứ rửa oan cho cha mình. Đặt một nhân vật luôn sống tích cực, vui vẻ và một tình huống đầy bi thương nhưng vẫn logic là điều không phải nữ diễn viên nào cũng làm được. Song Park Min-young đã chứng minh được năng lực của mình qua vai diễn này và làm cho luật sư Lee In-ah trở thành nhân vật được yêu thích nhất phim, thậm chí còn vượt qua vai diễn của em trai quốc dân Yoo Seung-ho. Năm 2017, Park Min-young quay trở lại màn ảnh với bộ phim 7 ngày làm hoàng hậu, đóng cùng tài tử Lee Dong-woon và nam diễn viên Yeon Woo-jin. Tuy nhiên, bộ phim này không đem lại cho cô nhiều thành công nổi bật. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Sự trở lại ngoạn mục với Thư ký Kim sao thế? Sở hữu nhiều vai chính như thế, xinh đẹp, diễn xuất tốt nhưng Park Min-young vẫn còn thiếu cái gì đó. Cô vẫn là nhân vật được khán giả nhớ mặt thuộc tên, nhưng lại không phải ngôi sao được nhiều nhãn hàng săn đón nhất, không phải trung tâm của các lễ trao giải, không phải cái tên được nhiều người quan tâm tò mò nhất. Và sau khi tham gia Thư ký Kim sao thế, mọi chuyện đã thay đổi. Thư ký Kim sao thế là bộ phim tình cảm hài lãng mạn với nội dung xoay quanh chuyện chàng phó chủ tịch Lee Yong-chun do Park Seo-jun thủ vai và cô thư ký Kim Mi-so do Park Min-young đóng. Lee Yong-chun đã làm việc cùng với Kim Mi-so trong 9 năm, trở thành cặp bài trùng giám đốc thư ký nổi tiếng của giới kinh doanh. Phó chủ tịch Lee là người tài giỏi nhưng tự phụ và quá yêu bản thân, làm việc cùng vị sếp khó tính. Kim Mi-so trở thành cô gái tháo vát, tinh ý và được mệnh danh là huyền thoại của giới thư ký. Chuyện phim bắt đầu khi thư ký Kim muốn nghỉ việc và quyết định của cô khiến vị sếp Lee Yong-chun cảm thấy hoang mang, tìm mọi cách để níu kéo Kim Mi-so trở lại làm việc. Và vai nàng thư ký Kim xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ, Park Min-young đã thể hiện tròn trịa sự biến hóa của nhân vật, từ sự nghiêm túc trong công việc, những biểu cảm hài hước khi mới biết yêu, đến nỗi sợ hãi đến từ quá khứ. Kết hợp ăn ý với bạn diễn Park Seo-jun, hai người đã trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh xứ Kim Chi thời điểm ấy. Sau khi Thư ký Kim sao thế được công chiếu, Park Min-young bằng trở thành biểu tượng thời trang mới. Từ kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản nhưng thanh lịch, đến những bộ đồ thời trang công sở cuốn hút, những bộ đồ mà Park Min-young mặc trong phim bỗng trở nên hot và được săn lùng. Bên cạnh đó, sau bộ phim này, Park Min-young cũng được truyền thông và các nhãn hàng săn đón. Mọi tin tức về cô được cập nhật đều đặn trên mặt báo, dù đó chỉ là khi cô xuất hiện ở sân bay hay một cuộc họp fan. Cô cũng trở thành cái tên được nhiều đạo diễn mời gọi hơn. Dự án tiếp theo của cô là bộ phim Her Private Life của đài TVN, đóng cặp với nam diễn viên Kim Jae-wook. Đời tư trong sạch đến hiếm thấy. Có lẽ scandal lớn nhất trong sự nghiệp của Park Min-young chỉ là quá khứ đã từng giao kéo của cô. Còn lại, người ta chẳng thể nào đào xới bất cứ thứ gì liên quan đến đời tư của mỹ nhân thư ký Kim sao thế nữa. Đóng phim nhiều năm, diễn chung với vô số bạn diễn điển trai, nhưng Park Min-young không hề vướng tin đồn tình cảm. Nếu khán giả có nghi ngờ, cô cũng nhanh chóng lên tiếng dập tắt ngay. Chỉ có đúng một lần Park Min-young thừa nhận chuyện hẹn hò của mình là với Lee Min-ho sau khi hai người đóng chung phim Thợ săn thành phố. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cả hai quyết định trở về làm bạn bè trong sự tiếc nuối của fan. Từ đó đến nay, Lee Min-ho đã có bạn gái mới Suzy và cũng đã chia tay, trong khi Park Min-young vẫn đóng cửa trái tim mình. Min-young không giấu rằng cô đã từng yêu hết mình, nhưng hiện tại lại ở trạng thái dè chừng với tình cảm. Thậm chí cô còn thấy hơi sợ tình yêu, cho rằng mình cần thận trọng khi muốn gắn kết với một ai đó. Trong nhiều bài phỏng vấn, Park Min-young thẳng thắn thú nhận cô là một người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, luôn ưu tiên cho công việc. Người nào là bạn trai cô chắc chắn sẽ phải chấp nhận điều này, nhưng Min-young nghĩ rằng chẳng có người đàn ông nào đồng ý với điều kiện đó, nên cô không quá đặt nặng mục tiêu phải kiếm bạn trai, phải lập gia đình. Park Min-young cũng thuộc tuýp người chỉ thích ở nhà, nếu không cần ra ngoài làm việc, Min-young có thể ở lì trong nhà nhiều ngày liền. Có lúc cô chơi đùa với chú cún cưng của mình, có thể chơi ném bóng với nó suốt cả buổi sáng. Min-young từng biến phòng bếp nhà mình thành quán cà phê nhỏ xinh để rủ bạn bè đến cùng tán gẫu, học các chương trình nấu ăn trên mạng, học ngoại ngữ cũng là niềm vui của cô khi ở nhà. Chính vì thế, Min-young chẳng bao giờ thấy chán khi chỉ loanh quanh trong ngôi nhà của mình. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!